Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Người Nga nể phục bài phát biểu của Bắc Chính tại Hội nghị ASEAN về căng thẳng Nga-Ukraine khiến cả thế giới phải suy ngẫm. Các bạn thân mến, chiến sự giữa Nga và Ukraine trong suốt 9 tháng qua đã không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến riêng hai nước mà còn khiến cả thế giới rúng động. Nhiều cuộc pháo binh được tập kích, binh sĩ, đạn dược được viện trợ hàng loạt để phục vụ cho các trận tổng tấn công. Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình thế giao tranh ngày càng kéo dài, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra quan điểm của mình cũng như của Việt Nam về tình hình chiến sự này. Vậy cụ thể, Bắc Chính đã chia sẻ những gì trước hội nghị các nước ASEAN mà lại khiến người Nga nể phục, khiến cả thế giới suy ngẫm? Cùng tìm hiểu với tin mới trong video ngày hôm nay nhé! Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 41 với trọng tâm thảo luận về khu vực đối ngoại của ASEAN, cấu trúc khu vực và các vấn đề khu vực mà thế giới cùng quan tâm. Đối với các vấn đề quốc tế và khu vực như Biển Đông, Myanmar, bán đảo Triều Tiên, xung đột Nga-Ukraine, lãnh đạo các nước ASEAN khẳng định tầm quan trọng và trách nhiệm trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử COC hiệu quả thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển năm 1982. Nói về các vấn đề trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tính bất ổn, bất định và khó lường đối với sự nổi lên của các thách thức truyền thống và phi truyền thống. Đó là sự đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát, an ninh năng lượng, lương thực, diễn biến phức tạp của sự cạnh tranh chiến lược nước lớn cũng như các biến động chính trị. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng khẳng định lại tầm quan trọng của giữ vững đoàn kết, phát huy sức mạnh nội tại, tinh thần trách nhiệm, cách tiếp cận cân bằng, khách quan và kiên định theo các nguyên tắc đề ra để nâng cao quan hệ đối ngoại. Thủ tướng đề nghị rằng cần tăng cường phối hợp với các đối tác trong nỗ lực chung đóng góp cho hòa bình, an ninh và phát triển. Củng cố gắn bó chiến lược nội khối để các đối tác thực sự tôn trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, cam kết hợp tác lâu dài thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, Việt Nam sẽ cùng các nước đưa mối quan hệ này ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Bên cạnh đó, Thủ tướng đồng thời cũng chia sẻ mối quan ngại chung về xung đột giữa Nga và Ukraine, đề cao ý nghĩa và giá trị hòa bình, khẳng định tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ chính là nguyên tắc nền tảng của đời sống quan hệ quốc tế, là điều kiện tiên quyết cho kiến tạo hòa bình và an ninh quốc tế. Nói ngắn gọn hơn, qua bài phát biểu, Thủ tướng đã nhấn mạnh thêm về quan điểm ngoại giao của Việt Nam, đó là tôn trọng hòa bình, tôn trọng độc lập dân tộc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Việt Nam chúng ta chọn hòa bình chứ không chọn phe, chọn công lý và lẽ phải chứ không chọn chiến tranh hay xung đột. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã từng bàn luận về tình hình Ukraine khi tiếp đại sứ New Zealand vào hồi tháng 3. Quan điểm được đưa ra hiện tại cũng không thay đổi so với lúc đó. Bác nhấn mạnh rằng Việt Nam là đất nước đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chịu nhiều hậu quả nặng nề và đến giờ vẫn đang phải giải quyết. Vì vậy, Việt Nam chúng ta, đất nước yêu chuộng hòa bình, luôn đóng góp tích cực vì hành động hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang tại Ukraine, kêu gọi các bên kiềm chế chấm dứt các hành động vũ lực, tránh gây thương vong, tổn thất cho dân thường. Việt Nam mong các bên sớm có giải pháp hòa bình cho các bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, tính đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, đảm bảo an ninh an toàn và nhu cầu thiết yếu dành cho người dân, đồng thời thúc đẩy cứu trợ nhân đạo. Quan điểm trên được đưa ra trong bối cảnh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng về tình hình chiến sự. Động thái mới đây nhất của Nga khi cho rút quân khỏi thành phố Kherson đã gây ra nhiều hoang mang cho lực lượng Kiev. Nhiều đồn đoán dự báo được đưa ra về chiến lược của Moscow rằng đây là một cái bẫy tính toán đầy khôn ngoan để bảo toàn binh sĩ, tránh gây nguy hiểm cho dân thường. Trước mắt, tốc độ tiến công giữa hai nước dường như chậm lại.
vì họ cần phải nghe ngóng động thái mỗi bên để đưa ra quyết định phù hợp. Trong bối cảnh đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang khuyến khích các nhà lãnh đạo Ukraine phát đi tín hiệu rằng họ sẵn sàng thương thảo với Nga và không công khai từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình, theo báo Washington Post. Các nguồn tin cho biết yêu cầu của giới chức Mỹ không nhằm thúc đẩy Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, mà là một nỗ lực có tính toán để đảm bảo Kiev sẽ duy trì sự ủng hộ của các quốc gia khác, nơi cử tri lo lắng về việc xung đột có thể kéo dài tới vài năm. Thông tin xuất hiện giữa lúc sự đồng lòng của các nước hợp tác ủng hộ Ukraine và đối phó Nga đã bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu trong thời gian gần đây. Sau gần 9 tháng chiến sự, các nước phương Tây dường như đã bắt đầu mệt mỏi và phát sinh bất đồng với nhau. Trên toàn thế giới, nhiều cuộc biểu tình phản đối xung đột tại Ukraine cũng liên tiếp gia tăng. Tại Ý, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố Rome hôm thứ Bảy để kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Những người biểu tình cũng yêu cầu chính phủ Ý ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev và thay vào đó là tăng cường quan hệ ngoại giao với Nga. Họ mang theo những lá cờ cầu vồng có từ hòa bình và không bạo động. Các khẩu hiệu khác được nghe và thấy trong cuộc biểu tình bao gồm giảm vũ khí, tăng lương và chúng tôi không muốn chiến tranh. Không vũ khí, không có lệnh trừng phạt ngoại giao ở đâu. Một người biểu tình được Financial Times dẫn lời nói rằng họ hoàn toàn phản đối việc gửi vũ khí mới tới Ukraine. Ukraine có quyền tự vệ nhưng họ cần một sáng kiến lớn của Liên Hợp Quốc vì hòa bình. Trong khi ấy, một cuộc phản đối khác đã được tổ chức cùng thời gian tại thành phố Milan do thủ lĩnh của đảng Arizona Trung Tâm Calenda tổ chức với sự ủng hộ của cộng đồng người Ukraine tại Ý. Hàng trăm nhà hoạt động đã tham gia cuộc tụ tập đặt câu hỏi liệu những người biểu tình ở Rome thực sự là ủng hộ hòa bình hay ủng hộ Putin. Họ lập luận rằng những người kêu gọi hòa bình nhưng cũng để giải đáp Ukraine, kêu gọi Ukraine hãy đầu hàng. Thực tế, dù động cơ của những người biểu tình có là gì trong hai lựa chọn trên thì tự chung lại tất cả đều cùng vì một nền hòa bình chung trên thế giới, trước mắt là giữa Nga và Ukraine. Chỉ ít một cuộc đàm phán nên được sẵn sàng mở ra giữa hai nước để đàm đạo, thương thảo và trao đổi về tình hình diễn ra sắp tới, thay vì liên tục tập kích hay tấn công gây thiệt hại nặng nề. Quay trở lại nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính mà chúng tôi đã nhắc ở phần đầu video, mới thấy nguyên tắc tôn trọng hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được bác đưa ra là hoàn toàn phù hợp với mong muốn của nhiều quốc gia. Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã đến lúc cần tạo ra một lối thoát cho cả hai, kéo dài thêm nữa chỉ để lại thêm nhiều hậu quả cho người dân, binh sĩ và thương tổn cho nền chính trị và kinh tế hai nước. Mùa đông thì đang đến gần, tần suất các cuộc giao tranh sẽ giảm đi. Các nhà quan chức Mỹ và phương Tây tin rằng đây có thể là cơ hội hợp lý để Nga và Ukraine bắt đầu tiến trình ngoại giao. Họ đã đặt câu hỏi về khả năng của Ukraine để đẩy lùi hoàn toàn quân đội Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát và việc liệu chiến dịch quân sự chững lại trong mùa đông có phải là dấu hiệu cho thấy hai bên khó có khả năng đạt được mục tiêu của mình hay không. Một quan chức phương Tây giấu tên cho hay vào mùa đông mọi thứ đều chậm lại. Về tiềm năng cho các cuộc đàm phán, họ muốn thấy điều gì đó xảy ra. Quan chức này cũng chỉ ra rằng tuyên bố của đại sứ Nga tại Anh vào tuần trước về tiềm năng đàm phán có thể sẽ là thông điệp hướng tới con đường ngoại giao. Vào tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev để gặp Tổng thống Zelensky và các quan chức cấp cao Ukraine. Trong cuộc trao đổi, có nguồn tin thân cận cho biết ông Sullivan đã nêu ra rằng cần có giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột. Vị thế của Ukraine sẽ được tăng cường chứ không phải yếu đi nếu nước này thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga. Quan chức Ukraine cho biết ông Sullivan không cố gắng gây sức ép để Kiev bước vào đàm phán ngay lập tức hay thực hiện các bước đi cụ thể, mà thay vào đó, vị quan chức này bày tỏ quan điểm rằng Ukraine có thể duy trì sự ủng hộ của phương Tây lâu dài hơn nếu nước này có thái độ sẵn sàng chấm dứt xung đột qua ngoại giao. Về phần mình, các quan chức Mỹ thừa nhận việc đưa hai bên vào bàn đàm phán sẽ là một việc đầy thách thức. Họ đang thảo luận về khả năng liệu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có thể giúp làm trung gian hòa giải giữa hai bên hay không. Và nhà lãnh đạo này đã thể hiện thái độ sẵn sàng cho nhiệm vụ đó. Ông Erdogan được cho là nhà lãnh đạo duy nhất vẫn trao đổi với cả Nga và Ukraine, đồng thời nhận định các quốc gia khác trong đó có Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng cân nhắc trước ý tưởng trở thành bên trung gian hòa giải, nhưng không có đề xuất nào của họ đặc biệt khả thi.
Nga thì vẫn nhiều lần khẳng định họ để ngỏ việc đạt được các mục tiêu thông qua đàm phán. Nhưng tại thời điểm này, họ muốn mọi người chú ý đến một thực tế rằng Nga không nhận thấy bất kỳ cơ hội nào cho điều đó bởi Kiev đã quy định trong luật pháp rằng sẽ không tiếp tục đàm phán với Nga. Thế nhưng trong bối cảnh cả thế giới đều cùng đang đồng lòng ủng hộ cuộc thương thảo giữa hai nước, ủng hộ hòa bình, độc lập, biết đâu sẽ có một động thái tích cực từ Kiev trong thời gian tới và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào điều đó. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!